快乐有半天，派对半天，开心顷刻即送回头便知，随便说话快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边与你每天，家中那些温暖从来都不倦，全力去做你的完全，让你出发可每一天。Xin chào chú. Ê, tới rồi hả? Mời ngồi, mời ngồi. Chú ơi, những phiếu giảm giá này có thời hạn tới 5 sao lận á, chú từ từ giữ lại mà xài. Thiệt làm phiền cô quá, để cô cố tình mang qua đây nữa. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, nhưng mà giờ tôi đang có chuyện gấp phải đi trước đó. Ngày mai chú mời uống nước nha. Dạ được, cảm ơn chú nha, ngày mai gặp. Tạm biệt, tạm biệt. Nè, Trì Phú, dạo gần đây Trì Tự Hiếu làm ăn ổn lắm hả? Có, cũng vậy thôi mà. Nếu không phải thì lấy đâu ra tiền mua cái túi Chanel mắc tiền như vậy cho bạn gái chứ? Hả? Cô nói cái túi mà Venus cầm đó hả? Ừ. Bộ mắc lắm sao? Có tới 10.000 đô không? Túi sách đó là túi sách cá sấu màu hỗn hợp kiểu mới nhất của Chanel đó. Vậy phải nhiêu tiền? Tưng tưng. 20.000 đô. 200.000 đó. 200.000 đô. Ừ, ba chồng tương lai như ông thì là tốt ha. Ừ. Thực ra thì kiếm được tiền cũng không sao hết. Tôi nhất định không nỡ kêu baby mua cho tôi đâu, phải 200.000 đô lắm. Lắm đó. À, mọi người từ từ ăn ha, từ từ ăn. Ờ. Anh Phú, bộ túi sò bò đi. Dĩa hủ tiếu xào bò này thêm ly trà sữa này cũng chỉ có 50 đô thôi. Vậy là có thể mua được 4.000 dĩa hủ tiếu xào bò này. Vậy là tương đương với 11 năm ăn bữa trưa này. Cái thằng ranh con này. Chào ba. Chào chú. Sao ba tới sớm quá vậy? Tới sớm để gọi món ăn cho hai con trước. Đồ ăn tới. Cảm ơn. Nhiều đây thôi, ăn đi ha. Tại sao chỉ có bánh cuốn thôi vậy? Bây giờ kinh tế không được tốt cho lắm, chúng ta làm người phải biết tích tụ phòng nguy. Nhưng mà phải vui chơi cũng quan trọng lắm chứ ba. Thôi được rồi, giờ này con mời, làm ơn. Ê, bây giờ con kiếm nhiều tiền lắm hả? Ba muốn hỏi hai đứa có tính toán cho tương lai hay không. Một cái túi phải tốn 200.000 đô, sao không để dành tiền để trả góp tiền nhà gối đầu trước hả? Túi xanh gì? Thằng ranh con này còn giả vờ nữa. Cái túi đó trị giá 200.000 đô, con tưởng là ba không biết hả? Là người ta tặng cho em sao? Không phải con mua sao? Thứ này á là em lấy chiếc khấu nhân viên Channel mua, không cần 200.000 đô. Đúng vậy. Gần đây Venus làm nhân viên bán hàng của Channel nên có chiếc khấu nhân viên. Vậy chứ nhiều tiền. Thật ra tôi có nói tiếp tục thì chú cũng không tin đâu. Tôi về trước đi. Chào nha. Này, còn nói người khác nữa. Nếu như lần sau ba có gì muốn dạy dỗ tụi con, ba có thể nói trước với con không? Cái túi đó thật sự không phải cho con mua. Nè Hiếu, 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 Hiếu. Ê. Ê, sao rảnh rỗi ngồi đây coi tạp chí vậy? À, anh Phú làm tôi hết hồn mà. Coi gì coi không? Hả? Ngôn Thiếu Gia kết người tình mới. Người này hả? Cũng được coi là tinh sao? Nhìn mặt nó như vậy mà có nhiều gái theo dữ. Có tiền là trên hết đó. Ê, gái Hồng Kông bây giờ có tiền là sáng mắt lên liền, tham mưu danh lợi. Không lẽ chọn cậu à? Nói vậy cũng đúng. Chỉ có cái mặt đẹp trai, đâu có giàu có giống như người ta mua túi sách để theo đuổi con gái đó. Ê, đúng là buổi sáng không nên nhắc người, mới nhắc là xuất hiện liền. Ở bên kia kìa. Đúng vậy, Ngôn Thiếu Gia. Ha, xem ra anh ta thật sự đã chia tay với La La Baby đó rồi, còn theo đuổi luôn người khác nữa. Ý, sao cô gái đó lùng quá vậy? Ê, cô gái mặc túi sách đó tôi biết nè, trị giá 200.000 đô lận. Ngay cả chiều cao, kiểu tóc và cái túi sách cũng y chang luôn. Ê, anh làm gì vậy anh Phú? Chạy đi, chạy theo anh ta, chạy đi. Hiểu hả? Có phải bây giờ con đang đi chung với Venus không? Không có, hôm nay Venus làm ca sáng vẫn chưa tăng ca mà. Hả? À, được, được, vậy đi nha. Ủa, Trì Phú, ông ta kiếm Trì Tư Hiếu hả? Kiếm đi làm rồi. Vậy cậu có biết Venus ở đâu không? Hồi nãy tôi đi ngang qua phòng nghỉ ngơi thấy Venus ở trong đó đó. Cảm ơn cậu. Bye bye.
Đan chỉ thần công của Kim Can Môn cũng có một ngày phải sử dụng tới nó. Trời ơi, xem điện thoại của cô thì biết có ngoại tình hay không. Mật mã là gì? Xin nhờ thằng Hiếu. Chào chú. Chú đang làm gì ở đây? Tôi hiểu rồi. Chú nghi ngờ hôm bữa cô gái mà Ngôn thiếu gia đi chung là Venus, nên chú canh không có Hiếu ở đây tới đây để kiểm tra cô ấy. Tuy là tôi không nhìn rõ được mặt, nhưng mà có bao nhiêu cô gái nhỏ con giống như cô ta chứ. Quả thật là yêu nữ mà. Nhưng mà Hiếu chắc chắn sẽ không thức tỉnh, để mất công bà của anh ấy phải lo lắng. Cô ta còn nói dối với thằng Hiếu là đi làm. Tôi cố tình đi tới cái quán Nono gì đó, nhưng mà cô ta không có ở đó. Cô lùng đó đúng là có lùng thiệt, chỉ là kệ hàng che khuất cô ta thôi. Sao cậu cứ nói thay cho con yêu nữ đó hoài vậy? Tôi đâu có đâu. Cậu rõ ràng biết con yêu nữ đó cho thằng Hiếu cắm sừng mà. Nếu cậu không lo lắng gì á, cậu có còn coi thằng Hiếu là bạn bè không hả? Đau đó. Tôi chỉ không muốn ông tốn thời gian và công sức của mình thôi mà. Cậu nói vậy là ý gì chứ? Thật ra những chuyện ông làm trước đây tôi đã từng làm qua hết rồi, nhưng mà Hiếu nghe không có lọt tai. Anh ta đã bị con lùn đó mê muội mê mẩn hết rồi. Anh ta mất hết lý trí rồi, ông có biết không? Cái thằng ranh con này. Thì ra cậu biết con nhỏ đó giấu thằng Hiếu đi ngoại tình hả? Tôi chỉ biết cô ta muốn kiếm chồng giàu, cho nên Hiếu không phải là tách trà của cô ta. Con yêu nữ xem thằng Hiếu như là lính. Chỉ là quan âm binh thôi. Thôi kệ đi chú, chúng ta đâu có làm được cái gì chứ. Gân càng già càng cay. Tôi không tin rằng tôi không đấu lại con nhỏ đó. Mấy bữa nay mình cái gì cũng không làm, chỉ làm một chuyện này thôi, theo sát con yêu nữ này để nó lộ đuôi cáo ra. Còn không phải hẹn Ngôn thiếu gia tới đó ăn món Nhật à? Còn không để tôi bắt được cô. Làm gì vậy? Im lặng đi. Này ông, tôi nghi ngờ ông ở Lazada của chúng tôi đã quay lén khách hàng của chúng tôi. Ông quay lén phi pháp có đúng không? Có bị cái gì hay không vậy? Cái gì mà quay lén chứ? Hồi nãy tôi thấy ông ta lén lút theo dõi người đẹp kia, còn quay lén cô ta nữa. Tôi quay lén cái gì chứ hả? Tôi không có. Đúng phải không vậy? Coi nè, ông Jason quay lén. Trời ơi, mau trả lại tôi đi. Tôi quen với cô ta đó, tôi không có quay lén gì đâu mà, thiệt tình. Nè, tôi không có quay lén đâu mà, buông tôi ra. Chuyện gì đã xảy ra? Cô à, cô mới bị đàn ông này quay lén và theo dõi đó. Nhưng mà cô đừng có sợ, chúng tôi chuẩn bị báo cảnh sát rồi. Đừng mà, đừng có báo cảnh sát. Ông ấy là ba của bạn trai tôi. Đó thì chịu quen biết mà, buông tôi ra. Cái đồ dễ sợ quay lén bạn gái của con mình cũng được nữa. Quay phim qua lên mạng để cho ông ta coi đi. Có phải không vậy? Đừng quay nữa mà. Chuyện không như mọi người nghĩ vậy đâu. Không cần cô nói giùm cho tôi, đưa điện thoại đây. Chú ơi. Sao đây? Cười đủ chưa? Bây giờ ông ta rõ là cố tình theo dõi em mà. Em không biết phải làm sao đây. Đúng rồi, Ngôn thiếu gia lời trước anh nói là anh quanh đặt con du thuyền mới mà. Tuần sau tới rồi, tới lúc đó hẹn cô ra biển chơi luôn. Được thôi, tôi gọi thêm chị tôi nữa. Cũng được. Đi dạo thấy mệt rồi, có chút đói bụng nữa. Hay là chúng ta tới khách sạn Trường Đảo ăn đồ đi. Lát nữa tôi kêu trợ lý của tôi đặt chỗ cho chúng ta. Nhìn gì vậy? Ngôn thiếu gia à, thật ra bên trường đại học và bên tiệm channel của tôi dạo này rất là bận. Mấy bữa sau này gần đây chúng ta tạm thời khoan gặp nhau đã. Cũng được. Thanh, cho xe chạy đi.
Dạ, Ngô thiếu gia. Nhất định là hôm đó ông ta đã thấy em nên mới nảy sinh nghi ngờ đó. Lần này thì em học được hai phần công lực của chị, biết gọi bảo vệ thường trường bắt người, sau đó thì sao? Em đã nói với Ngô thiếu gia mấy ngày nay tạm thời khoan gặp đã. Em không sợ, em không tìm anh ta kiếm người khác sao? Cộng thêm giờ này ba của Hiếu quả nhãn kim tinh coi chừng em, bỏ cuộc đi. Nếu ông ta có chứng cứ thì không cần phải theo dõi em rồi. Huống hồ là Hiếu vẫn nghe theo lời của em mà. Trung tâm gia kèm liên minh thiên đạo. Vô lý, không hề có một chứng cứ gì hết. Còn bị thất thủ, bị người ta quay phim quăng lên mạng nữa. Ê, chú à, chú cũng thấy được rồi. Cho dù chú có theo dõi mấy ngày đi chăng nữa, tôi dám chắc chắn chú không kiếm được chứng cứ của cô ta đâu. Ý gì đây? Cũng chỉ có thể chứng minh Ngôn thiếu gia không chung thủy thôi. Tôi định kêu cậu bắt chước mấy tạp chí nhiều chuyện này, tạo ra chứng cứ. Trời đất, ông muốn tôi tạo ra mấy tấm hình giả du quan cho Venus sao? Cậu không muốn giúp thằng Hiếu xa lìa biển khổ sao? Có hiệu lực mới được chứ chú. Miệng của con nhỏ Venus thật sự ngọt lắm. Chuyện lần trước chú theo dõi cô ta đã bị người ta đưa hết lên trên mạng rồi. Nếu như cô ta nói cho Hiếu biết nữa, có thể sẽ quay lại cắn chú luôn đó. Được, cậu không giúp chứ gì, tôi kiếm người khác giúp tôi. Ê, đợi chút đã chú à. Tôi giúp chú được chưa? Nhưng mà chú phải chuẩn bị tâm lý. Chú và Hiếu có thể sẽ... Tôi thà là nó giận tôi, còn hơn nó tiếp tục bị người ta gạt. Thái Trì dần chuyện. Nó quen biết rồi mà, đừng có quay nữa. Nè, đừng. Ba bị người ta quay phim, hai người làm gì vậy chứ? Là điện thoại quảng cáo. Ba của anh chắc là theo dõi em cả ngày rồi. Nếu như em đi khỏi La Sa đó, ông ấy sẽ bị bắt lên đồn cảnh sát á. Anh chỉ tưởng là mẹ chồng con dâu mới có chuyện chứ, ai ngờ hai người cũng có nữa. Có thể là sau khi thấy cái túi này của em á, nên bịa ra câu chuyện, cảm giác là có người tặng cái túi cho em. Thực ra nếu như là em mua thì chắc chắn phải có hóa đơn chứ đúng không? Vậy là anh cảm thấy lần này em mua cái túi này thì phải làm rõ ràng với chú đó hả? Có nhiều người kiếm em quá hả? Là ba của anh đó, gửi ở trong group, sao anh không tự coi đi? Em đừng giận nữa, anh không phải có ý này đâu. Chú ấy lại hẹn ăn cơm nữa, lần này lại muốn nói cái gì đây? Ba của anh chỉ có mình anh là con trai thôi, nên lo lắng cũng phải. Cực khổ cho em rồi. Được rồi, nói tới cũng không thấy ngon miệng. Em đi toilet đi. Hình này tôi đã thức hai đêm mới làm xong được đó. Cực khổ cho cậu rồi. Wow, hay lắm. Cũng sắp tới giờ rồi, tôi đi trước đây. Ở lại thưởng thức coi chú thu thập con yêu nữ đó thế nào. Người ngoài như tôi ở đây không được tốt lắm đâu. Chú xem con như người nhà mà. Một chút cố lên. Cố lên. Chào ba. Sao lại ở đây? Ba, không phải. Ý tôi nói là chú đã kêu tôi tới đây để ăn cơm chung với chú đó. Có kể nhiều chuyện ở đây nhất định không phải là ngẫu nhiên. Là cậu mua đó hả con trai? Chú à, tôi biết chú thích ăn, một chút lòng thành. Là cô Tịnh Cang, em mới cố tình mua để hiếu thảo cho ba đó. Đừng có giả vờ nữa, tôi không dễ dàng để cho cô gạt tôi đâu. Có phải ba lại muốn nữa không đây? Là tại em làm không tốt thôi. Chú à, có phải chúng ta có hiểu lầm gì hay không? Có hết chứng cứ đây nè. Cái túi này á là do đàn ông mua đó. Chú vu khống tôi. Có hình, có chứng cứ, cô nói tôi vu khống cô. Cô gái trong tấm hình này là đang đeo bông tai dài. Nhưng mà tôi ở đây là không có đeo bông tai. Chú giải thích sao đi? Bông tai gì? Tôi có thấy bông tai gì đâu. Tấm hình này là tôi ngồi cạnh cửa sổ. Mặt trời ngoài kia nắng như vậy, tại sao mặt của tôi lại tối như vậy? Vậy tấm hình này cô giải thích làm sao đây hả? Chân dài như vậy rõ ràng chính là cô rồi chứ còn gì nữa. Tấm
này á, ghép rất là hay. Cố tình kiếm tấm chăn có đường chỉ để ghép. Vậy rõ ràng là đã có người chỉnh qua đôi chân của cô gái này. Hai người không cần giả vờ nữa. Định ghép hình để vu khống tôi hả? Con trai à, đứa con gái này bay bướm lắm, nó xem con như là thằng ngốc thôi. Con chia tay đi. Thì không ngờ chú bây giờ, thật sự bây giờ chú đã không có thích tôi. Chú còn đồng lõa với hắn ta, ghép hình để vu khống tôi nữa. Không có liên quan tới George, là tôi xin cậu ta làm vậy thôi. Anh Hiếu, tại sao đối xử với tôi như vậy? Thì đó, tại sao hai người lại đối xử với tôi như vậy? Anh đang nói em đó. Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Em kêu anh cho em thêm cơ hội, tại sao em lại lừa dối anh tiếp? Em nói lâu như vậy, em đã nói mấy tấm hình này là giả kia mà. Hình là giả, vậy còn Lý Tịch Tường thì sao? Harry Wong thì sao? Chúng ta nói là bắt đầu lại từ đầu, nhưng mà anh không thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Anh ta chỉ là hết lần này tới lần khác nhắc nhở anh mà thôi. Anh rất muốn tiếp tục cố gắng, nhưng anh phát hiện mình không thể nào chịu đựng được nữa. Cứ mỗi lần có người tặng túi cho em, có người nhắn tin cho em, anh sợ lắm. Anh không biết có phải người con trai khác kiếm em hay không. Anh làm nhiều công việc để kiếm tiền mua đồ cho em, anh không cực khổ sao? Nhưng mà mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, anh đều phải lo lắng có người con trai khác cướp lấy em, anh không cực sao? Chúng ta chia tay đi. Hiếu, Hiếu à. Sao nói đi mua bia mà đi lâu quá vậy thiệt tình rớt. Ê, nè nè nè, con à. Đừng có trách nó, chính nhờ sự giúp đỡ của nó con mới bỏ được con yêu nữ đó. Đúng vậy, anh ta đúng là anh em tốt. Con đừng nghĩ tới con yêu nữ đó. Có một câu nói rất đúng, sừng không sợ cắm, nhưng phải cưa nhanh. Nếu như lúc nãy cô ta nói con trách lầm cô ta, con sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cô ta không nói chuyện với con, có nghĩa là cô ta thật sự có lỗi với con rồi ba. Có thật vậy không ba? Tại sao đàn ông họ Trì chúng ta nhiều khổ sở tới như vậy chứ, nhưng gặp phải những hạng đàn bà như vậy. Khoan đã, đều hả? Đều. Má cũng đều. Đều. Chúc mừng em. Nè, qua đây coi, chị chuẩn bị cho em rất là nhiều đồ nè. Ủa, không phải nói giảm cân sao? Vậy vì chúc mừng em đã bỏ được thằng nghèo đó, cũng phải ăn một bữa ngon mới được chứ. Trời, em không sao chứ? Cái túi này trị giá 200.000 đô đó. Có phải em chia tay đến nỗi không bình thường không? Trời ơi, không phải nói là ăn mừng sao? Sao nói chuyện cục hứng quá vậy? Vậy thì ăn mừng đi. Uống một ly trước đã. Ê, hả? Nguyên chai đi. Ờ, nè nè, em còn không thừa nhận đã yêu thằng nghèo đó hả? Tính luôn lần trước là em bị anh ta bỏ tới 2 lần rồi. Sao em có thể bỏ qua được chứ? Nè, em đừng có uổng phí chai rượu này mắc lắm đó cô hai. Cho em đi, tâm trạng bây giờ của em rất là tốt. Em đừng có giả vờ nữa. Chị làm chị gái của em bao nhiêu lâu nay, sao lại không biết em đang nghĩ cái gì? Lần này á thì chị sai lầm lắm rồi. Em đó hoàn toàn không có một chút không vui nào hết. Là vì em không có chút cảm giác gì với Trì Tử Hiếu đâu.
Em ơi, thì Tử Hiếu có gì mà tốt chứ. Bỏ anh ta rồi, có bao nhiêu anh chàng giàu có theo đuổi em mà. Em ngốc à? Tuyền ấy không phải là con nhà giàu gì hết, cũng không có nhiều tiền đâu. Nhưng mà anh ấy thật sự rất là thương, rất là thương em. Anh đối xử với chị và bà ngoại cũng rất là tốt nữa. Nghèo đã là cái tội chính rồi. Ban đầu thật ra em cũng nghĩ mình sẽ không ra nông nỗi này được. Nhưng mà không biết tại sao, trong tim em như bị một lỗ thủng. Có phải chị Tử Hiếu sẽ không bao giờ, không bao giờ quay về bên cạnh em hay không vậy chị? Là chị không tốt, chị nên sớm kêu em chia tay hắn ta.